Xin chào các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ review cuốn sách là Marketing giỏi và kiếm được tiền. Ok, thì chúng ta bắt đầu thôi. Đầu tiên là nói về tác giả, thì tác giả cuốn sách này đó là Seth Godin, cựu giám đốc marketing của Coca-Cola. Thì Coca-Cola là một công ty rất lớn và Seth Godin đã có rất nhiều thành tựu khi mà nâng được cái tổng cái lượng tiêu thụ Coca-Cola từ 10 tỷ két lên 15 tỷ két trong một năm. Và ông đã làm được điều đó chỉ trong 5 năm ngắn ngủi thôi. Và tiếp theo, người biên dịch cuốn sách là Phạm Lê Thái. Thì mọi người đã rất quen anh Thái Phạm rồi, là nguyên giám đốc marketing của Vinamilk và hiện giờ đang có những cái dự án riêng của mình. Ok, thì chúng ta sẽ vào phần đầu tiên. Đó là chương đầu tiên, đó là tại sao lại cần marketing. Đơn giản thôi, cuốn sách này giải quyết một điều, đó là chúng ta cần marketing bởi vì marketing là kiếm ra tiền. Thì mục đích duy nhất của marketing đó là lôi kéo người dùng nhiều hơn, mua sản phẩm thường xuyên hơn và chi nhiều tiền hơn để mua sản phẩm của chúng ta. Tiếp theo là khi mà chúng ta đã nghĩ mục tiêu của marketing để làm ra tiền rồi, thì cùng với đó, khi mà chúng ta đã suy nghĩ như thế rồi, thì sẽ có một suy nghĩ nữa là tiếp thị phải là một cuộc đầu tư. Thì ở nhiều công ty thì họ coi tiếp thị, họ coi marketing là một cái chi phí ấy, kiểu nice to have, nghĩa là có cũng được mà không có cũng chả sao. Thì khi mà vào những cái cuộc cắt giảm chi phí ấy, thì cái điều đầu tiên họ nghĩ đến trong việc cắt giảm đó là cắt giảm chi phí marketing. Thì đó là một cái tư duy đi ngược lại với trường phái marketing hiện đại và marketing mà chúng ta cần phải hiểu khi mà đọc cuốn sách này. Thì cái chi phí marketing thì phải coi là chi phí để mang lại đầu tư ra, và khi mà đầu tư ấy, thì phải tính toán được những cái lợi nhuận chúng ta có thể thu lại được khi mà đầu tư những cái khoản marketing đấy. Thì khi mà chúng ta đầu tư càng nhiều, nếu mà lợi nhuận càng cao, chúng ta sẽ tiếp tục đầu tư và không sẽ và khoản marketing sẽ không phải bị cắt giảm khi mà chúng ta cắt giảm ngân sách. Mà rõ là nếu mà marketing để làm ra tiền ấy, mà khi mà lợi nhuận, khi mà doanh thu và lợi nhuận của các bạn đang bị giảm ấy, mà lại cắt giảm cái marketing đi, cắt giảm cái phần đầu tư của mình đi ấy, thì vô hình chung là doanh thu và lợi nhuận nó sẽ giảm theo, chứ không phải là cứ cắt giảm cái phần marketing là được đâu. Ok, tiếp theo ý thứ ba trong cái chương này, đó là nếu bạn nghĩ là bạn không thể bán thêm nữa thì bạn sẽ không làm được. Ví dụ như là bạn làm ra được 100 chiếc bánh pizza một ngày và bạn bán được 70 cái chẳng hạn, thì nghĩa là bạn đã thừa ra 30 cái. Thì sẽ có hai hướng để giải quyết vấn đề này. Hướng thứ nhất là thừa 30 cái thì ngày hôm sau làm thêm 40 cái nữa thôi và sẽ bán đủ 70 cái. Vậy là mỗi ngày bạn chỉ bán được 70 cái và cứ tiếp diễn như thế. Cách thứ hai là khi mà bạn bán được 70 cái và thử 30 cái, bạn phải nghĩ cách để làm sao mà khuyến khích người mua có thể mua được hết tất cả 100 cái. Có thể là cắt miếng pizza nhỏ hơn để bán cho nhiều người hơn, hoặc là bán lẻ một cái pizza từng miếng nhỏ, hoặc là có thể là miễn phí vận chuyển trong khu vực thế này thế nọ. Thì đấy là tùy thuộc sĩ của bạn thôi. Nếu mà bạn nghĩ bạn không thể bán thêm nữa thì bạn sẽ không làm được. Phần thứ hai, đó là tác giả khẳng định là marketing là một môn khoa học. Muốn tiếp cận marketing thì đầu tiên bạn phải tiếp cận marketing một cách khoa học và logic. Đầu tiên là bạn phải thật sâu sát với những cái số liệu. Thì những cái số liệu mà cần quan tâm nhất đó là những cái phần đầu tư mà bạn đã bỏ ra và những phần kết quả mà bạn thu nhận được. Thì đó là cái
gọi là một cái chỉ số quan trọng nhất ấy, khi mà bạn đánh giá một kết quả một cái chiến lược marketing ấy. Thì sau 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 khi mà bạn sâu sát được số liệu rồi ấy, thì bạn phải tôn trọng những cái số liệu mà bạn đã thu nhận được và những cái số liệu mà tất cả những cái hoạt động kinh doanh mà cái marketing của công ty thu về ấy, thì tôn trọng số liệu và phân tích nó thật kỹ càng. Và chúng ta có thể dựa vào những cái số liệu cũ để có thể đưa đưa ra được những cái để... Thực ra thì nếu mà dựa vào số liệu cũ thì nó bị kiểu, nói chung là cũng đừng dựa vào nhiều quá số liệu cũ ấy, nó chỉ là một phần tham khảo thôi, nhưng mà phải tôn trọng nó, tôn trọng số liệu cũ và phải nghiên cứu sâu hơn để có thể đưa ra những cái kế hoạch, những mục tiêu là số liệu mới trong trong tương lai, trong tương lai, ví dụ là 1 năm hoặc 5 năm tới. Tiếp theo phần thứ ba là hãy giăng câu ở nơi có cá. Một ví dụ điển hình cho cái việc mà phải giăng câu ở nơi có cá ấy, đấy là cái việc mà xâm nhập thị trường của McDonald's về Việt Nam. Thì định nghĩa một cái thị trường mà bạn có thể kiếm ra tiền ấy, thì nghĩa là nơi mà có lượng người tiêu dùng sẵn sàng mua sản phẩm của bạn, hoặc là có nhu cầu mua sản phẩm của bạn, hoặc là trả lời được một câu hỏi là trong cái thị trường đấy có bao nhiêu người sẵn sàng mua sản phẩm của bạn, hoặc là có một nhu cầu mua sản phẩm của bạn. Quay lại với ví dụ McDonald's ở Việt Nam chẳng hạn, thì rõ ràng là khi mà McDonald's ở Việt Nam họ có mục tiêu là mở khoảng 100 cửa hàng trong vòng 5 năm tới, thì hiện tại họ mới chỉ có mười mấy cửa hàng ấy, trong vòng rất nhiều năm rồi ấy, thì họ đã đánh giá sai về thị trường của Việt Nam, nơi mà có số lượng người tiêu dùng sẵn sàng mua hàng của họ ấy là rất thấp. Bởi vì là một cái bữa bữa ăn bình thường của McDonald's khoảng 5 đô ạ. 5 đô là khoảng tầm 120 nghìn ấy. Đấy. Thì cho một cái bữa ăn ở McDonald's, và cái số lượng người mà sẵn sàng trả 120 nghìn cho một bữa ăn mà thực sự nó không ngon ấy, nó không tươi ấy, so với những cái đồ kiểu lề đường ở Hà Nội kiểu 30 40 nghìn làm bát phở ngon lành ấy, thì cái số lượng những người sẵn sàng mua hoặc có nhu cầu mua sản phẩm McDonald's ấy thực sự là không cao. Và đấy là lý do mà McDonald's tăng trưởng rất chậm ở thị trường của Việt Nam. Thì đó là cái ví dụ cho việc là phải giăng giăng câu ở những nơi có cá. Định nghĩa như con cá là gì thì các bạn biết rồi. Tiếp theo là sản phẩm mới thì nên làm gì đó mới, hoặc nghĩ khác đi, là ở những cái thị trường mới thì bạn phải làm những cái gì đó mới. Ví dụ như đây thì mình có hay để ý chiến dịch sale kiểu 8 tháng 8 chiên 9 của Lazada hoặc là Shopee ấy. Thì đối với Lazada thì họ họ có một cái kịch bản cho một cái video cho ngày mùng 9 tháng 9 chẳng hạn, hoặc là nếu mà viral nhất thì là 11 tháng 11 đi, thì họ có một cái kịch bản chung cho tất cả các thị trường Việt Nam này, Malaysia, Philippines gì gì đấy, Thái Lan gì gì đấy, thì có một kịch bản chung cho tất cả các thị trường, và chỉ có khác biệt là những cái người mà đóng đóng trong cái TVC đấy thôi. Thì ở Việt Nam thì có ai nhỉ, Trấn Thành à, và một ai đấy, hai người đúng không? Thì ở các nước khác thì thay người vào thôi để đóng đúng kịch bản đấy thôi. Còn Shopee thì làm hoàn toàn khác. Ở mỗi quốc gia thì Shopee đều cái việc thuê mà thuê KOL ấy, thuê người nổi tiếng thì là khác nhau, là ok rồi nhá, là chuẩn rồi nhá. Thì mỗi chiến dịch ở mỗi quốc gia ở Shopee thì đều có một cái kịch bản khác nhau ấy, và những cái kịch bản đấy thì nó gần gũi với người tiêu dùng, hoặc là gần gũi những cái kiểu nói chung là phong tục ấy của từng quốc gia một, thì họ sẽ dễ tiếp cận hơn với thị trường của quốc gia đó, và sẽ chiến dịch nó sẽ mang lại doanh số chắc chắn là nhiều hơn của Lazada rồi. Ví dụ như ở Việt Nam thì họ thuê những người nổi tiếng, xong rồi họ có một cái kịch bản riêng, thì một chiến dịch sale khác ở nước ngoài họ thuê cả Jackie Chan, rồi cũng có một cái chiến dịch riêng ấy, chứ chứ không phải là bê sẵn cái kịch bản của Việt Nam rồi dùng ở nước ngoài kiểu như thế. Tiếp theo phần thứ tư đó là đừng dựa vào số lượng mà hãy nhìn vào chất lượng nhân sự. Thì có một cái
trang gọi là tổng kết những điều cần thiết để trở thành marketer thành công thì mình có thể đọc cho các bạn nghe. Ok, để trở thành một marketer thành công thì các bạn phải chọn mục đích đến để bạn biết nơi bạn cố gắng đi đến. Phát triển chiến lược về cách thức bạn sẽ đạt được mục đích. Tìm ra được một định vị phù hợp của sản phẩm trong tâm trí người tiêu dùng. Xây dựng hình ảnh thương hiệu và hình ảnh thương hiệu hiểu khách hàng. Liên tục bán sản phẩm bằng cách giới thiệu cho họ nhiều lý do để mua sản phẩm của bạn. Thì cái đoạn đấy nó hơi dài ấy. Đây, tầm này cơ. Các bạn có thể tự mua sách và đọc nhé. Ok. Tiếp theo đó là cần phải thuê, cần phải liên tục truyền thêm những cái dòng máu mới vào cái đội ngũ của mình. Nghĩa là hãy thuê, hãy tuyển những cái người mà có kỹ năng, những người có kỹ năng mà những cái kỹ năng đấy ấy, thì những cái nhân viên của trong công ty của bạn thì chưa có. Hãy nên ưu tiên tuyển những người như thế. Ví dụ như ví dụ như gần đây ấy, thì có thể thấy về marketing, nếu mà mọi người tuyển nhiều nhất ấy, thì có thể là gọi là tuyển về lĩnh vực TikTok, những người làm nội dung như TikTok và những người quản lý được TikTok ấy, thì rõ ràng là khi mà công ty không có những cái người mà có kỹ năng để quản lý hoặc là sản xuất những cái nội dung như TikTok ấy, thì phải thuê những người ấy về. Bởi vì TikTok là một cái mạng khá là phát triển và khá là ok cho việc tăng được doanh số thông qua TikTok Shop và tăng được nhận diện thông qua số view mà TikTok kiểu đẩy 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 xu hướng ấy, kiểu free ấy. Thì đấy là vấn đề là tuyển thêm những cái dòng máu mới. Tiếp theo ở chương cuối cùng đó là marketing truyền thống không phải đang chết dần mà nó chết rồi. Thì marketing truyền thống đang chết dần, mà chết rồi thì biểu hiện của cái sự chết của nó như nào? Đầu tiên là có thể nhìn thấy rõ nhất đó là quảng cáo của truyền hình. Thì quảng cáo của truyền hình bây giờ nó lép vế hơn những cái quảng cáo TVC của các nhãn lớn ấy, được chiếu trên các cái phương tiện truyền thông khác hoặc các kênh truyền thông khác. Tiếp theo là sự thay đổi của công nghệ. Ngày xưa thì chúng ta phải mua hàng offline, phải đến những điểm bán để mua, đến chợ, đến siêu thị. Thì bây giờ chúng ta có những cái website bán hàng, những cái nền tảng quảng cáo, những mạng xã hội và những trang thương mại điện tử, nơi người dùng có nhiều lựa chọn hơn, có nhiều sản phẩm hơn và họ có thể cân nhắc nhiều hơn trước khi mua hàng. Tiếp theo là bây giờ không có kiểu là một loại quảng cáo mà có thể làm hài lòng tất cả đối tượng của mình ấy, không thể one size fit all được ấy. Thì bởi vì là ngày càng có nhiều càng nhiều những cái nhóm nhỏ hơn và có sự cá nhân hóa nhiều hơn ấy, thì đòi hỏi là quảng cáo chúng ta phải phải cá nhân hóa nhiều hơn. Ví dụ rõ ràng nhìn thấy nhất đó là những cái chiến dịch quảng cáo trên Facebook ấy, thì rõ ràng đối với những cái đối tượng chúng ta target khác nhau thì phải có một cái nội dung quảng cáo khác nhau, hoặc là những cái hình ảnh hoặc video quảng cáo khác nhau để phù hợp với những cái đối tượng đấy, để làm sao có thể mang lại được những cái doanh thu, những cái doanh số nhiều nhất từ những cái khoản đầu tư marketing cho chiến dịch quảng cáo mà chúng ta tạo ra. Ok, thì đấy là 5 phần mà mình rút ra được và tóm lược được ấy, từ cái quyển Marketing giỏi phải kiếm được tiền của tác giả Seth Godin. Thì nó chưa phải là tất cả mà chỉ là những cái phần mình tóm lược lại thôi. Thì các bạn mà đã đọc được cuốn này ấy, mà thấy có những cái điểm nào hay ho mà mình chưa liệt kê ra thì bạn có thể comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.